nếu như ngày hôm nay Huy chỉ cho anh chị em một con đường, nhưng mà trong thời gian tới nó sẽ có rất nhiều cái ngã rẽ mà mình không tự tìm ra cái con đường cho mình ấy, mình không, chẳng nhẽ mình suốt ngày mình đi hỏi ông thầy. Thế thì việc của mình đó là phải tìm ra cách để khi mà có những ngã rẽ, mình biết đâu là cái con đường đúng, đâu là cái ngã rẽ đúng. Thì luôn luôn nhớ rằng mình thuộc cái nhóm tính cách gì và đâu là thế mạnh của mình, để khi mà mình đưa ra quyết định ấy, thì mình phải biết cái quyết định nào là đúng. Và khi đưa ra quyết định ấy, thì mình sẽ sử dụng cái tính cách mà thế mạnh của mình để đưa ra quyết định. Tuy nhiên ở trong cái giai đoạn gần đây ấy, trong giai đoạn thời đại này ấy, mà muốn tập trung vào kinh doanh thì chúng ta phải sử dụng nhóm D để đưa ra quyết định. Tức là mình phải sống ở cái vai trò là nhóm D, phải thể hiện cái tính cách của nhóm D để mà gì ạ, khi mà đưa ra quyết định. Và để làm điều đó thì xung quanh chúng ta phải có những cái con người khác so với chúng ta, tức là những cái người họ không giống mình, họ không giống mình để làm gì ạ, để mình học từ những cái điểm tốt của họ, loại bỏ những cái điểm xấu và học những điểm tốt của họ. Đấy là cái điều mà chúng ta cần thiết. Và một cái môi trường mà hỗ trợ học tập và gọi là đoàn kết tích cực là một cái môi trường rất là quan trọng. Đấy là lý do tại sao ấy mà Huy xây dựng cái team đội nhóm kinh doanh của mình ấy, đó là team đội nhóm kinh doanh đoàn kết, hỗ trợ và luôn luôn cống hiến yêu thương đó. Và rất là may mắn vì là Huy đã có những cái con người đồng hành với mình, cùng cái tư duy, cùng cái quan điểm, cùng cái khát khao, cùng cái mục tiêu, cùng cái mong muốn, cho nên anh chị em đi cùng với nhau có thể đi được lâu dài đó. Thì đấy là cái cách mà Huy đang làm. Chứ còn chúng ta không kết hợp với nhau vì là chúng ta làm một cái sản phẩm này. Ngày hôm nay chúng ta kết hợp với nhau một cái sản phẩm này, nhưng ngày mai cái sản phẩm này nó không còn nữa thì chúng ta lại chia rẽ nhau sao, đúng không ạ? Thì việc của chúng ta đó là cùng nhau tập lên một cái mục tiêu, đặt lên cái mục tiêu, và mục tiêu này nó phải đủ lớn để mà chúng ta đi đủ xa. Đấy, khi mà chúng ta gặp khó khăn trong cuộc đời hoặc là trong những cái việc mà ra quyết định ấy, thì chỉ vì đơn giản là chúng ta có cái mục tiêu ngắn quá, chúng ta đẩy cái mục tiêu của chúng ta ra xa, thì chúng ta sẽ biết cách ra quyết định sao cho đúng. Ok không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ học về các cái gọi là thuộc tính của những cái nhóm tính cách khác nhau. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh đi, thì chúng ta phải biết cách làm sao để biết được cái khách hàng của chúng ta muốn gì. Hoặc nếu mà chúng ta đối nhân xử thế ở trong công ty của mình hoặc là trong gia đình của mình, thì chúng ta biết được những cái người thuộc cái tính cách đó thì họ muốn gì. Thì thứ nhất là cái người nhóm D là những cái người mà thích quyền lực, thì cái hành vi của họ sẽ là gì ạ? Là hành vi của họ đó là họ tập trung vào cá nhân của họ nhiều hơn, cho nên họ sẽ nói nhiều hơn là nghe. Đấy, điểm yếu của họ là không biết lắng nghe. Và họ là người cực kỳ ngoan cố bảo thủ và cái tôi rất là cao. Tuy nhiên họ, thế mạnh của họ đấy là có một cái sự bản lĩnh, ý chí mạnh mẽ. Làm việc thì rất là tập trung, hướng về kết quả, quyết liệt và hành động nhanh. Tuy nhiên thì những người nhóm D họ sẽ muốn điều gì? À, bởi vì họ là cái người chính trực, ngay thẳng, cho nên là gì ạ? Họ cũng mong muốn cái sự ngay thẳng, chính trực từ người khác. Đồng thời họ rất là khao khát, rất là mong muốn được người khác tôn trọng, được người khác ngưỡng mộ, được người khác gọi là kính nể. Đấy là cái điều mà họ muốn. Nếu như mà chúng ta làm việc với khách hàng nhóm D thì việc của chúng ta đó là đừng ngắt lời của họ. Cái thứ hai đó là chúng ta hãy tôn trọng tất cả những ý kiến của họ, tôn trọng cái quan điểm của họ, thậm chí chúng ta hãy ngưỡng mộ họ, đúng không ạ? Hãy khen ngợi họ. Và khen về điều gì ạ? Khen về những cái thành quả cá nhân mà họ đã đạt được, khen về những cái mang tính chất cá nhân, nhưng mà ví dụ khen về tính cách của họ, đấy, khen về cái giọng nói của họ, khen về cái thần thái của họ, khen về cái sự nam tính hay là cái sự nữ tính của họ, đấy, khen về cái sự mạnh mẽ, khen về sự quyết đoán, khen về cái sự nhanh nhạy, khen về cái sự dũng cảm của họ. Tức là về cái tính cách của họ, tức là tất cả những cái gì của họ, nhưng mà nó thuộc về gì ạ? Thuộc về con người, thuộc về tính cách, đúng không ạ?
Đấy. Họ là người gì ạ? Họ người thích thích người khác lắng nghe. Mặc dù họ không không thích lắng nghe người khác, nhưng là họ người thích nói và thích người khác lắng nghe. Cho nên nếu chúng ta là người bán hàng thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy để cho họ nói và hãy lắng nghe họ, đừng ngắt lời họ. Đúng không ạ? Và hãy cho phép họ dẫn dắt mình. Đấy, cho phép họ gì ạ? Họ họ trình bày những cái quan điểm cá nhân của họ. Đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ nhẹ nhàng điều chỉnh cái thái độ của họ bằng chính cái thái độ nhẹ nhàng của chúng ta. Họ căng bao nhiêu thì chúng ta trùng bấy nhiêu, họ càng căng thì chúng ta càng trùng. Đúng không ạ? Đấy. Tất nhiên khi mà chúng ta trùng thì họ vẫn cứ căng, họ thậm chí họ còn căng hơn. Nhưng mà cứ căng căng mãi, căng mãi, căng mãi rồi đến lúc thì họ sẽ phải trùng giống như chúng ta. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Thi xem ai căng được lâu hơn. À, ai trùng được lâu hơn, xem thi mình trùng được lâu hay họ căng được lâu. Đúng không ạ? Đấy, thì khi đó ấy, mình đóng vai trò là nhóm S thì mình không cần phải thi với họ, mà mình chỉ đơn giản đó là mình cứ thể hiện đúng cái nhóm tính cách của mình. Đấy là nhóm S, nhóm yêu thương, nhóm hòa nhã, nhóm hòa bình, nhóm không thích căng thẳng, không thích đấu tranh, và nhóm giữ gìn các mối quan hệ. Tức là mình tập trung vào việc giữ cái mối quan hệ với họ, mình trân trọng họ, thể hiện cái sự mình trân trọng họ. Đúng không ạ? Và khi mà họ đưa ra những quyết định ấy, thì việc của chúng ta là luôn luôn tôn trọng quyết định của họ. Kể cả quyết định của họ là mua hàng hay không mua hàng thì chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận cái quyết định của họ. Đôi khi họ nói rằng tôi không mua hàng đâu, để thử chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta tỏ thái độ thì ngay lập tức họ sẽ không mua hàng thật. Nhưng chúng ta lại gì ạ? Đồng ý với họ thì có khi họ lại quay ngược 180 độ, họ lại quay ra họ mua hàng cùng với chúng ta. Đúng không ạ? Và thật là khéo léo với những người nhóm D này. Những người nhóm D này thì rất là dễ bị dắt mũi. Anh chị em nhớ cái điều này. Những người nhóm D rất là dễ bị dắt mũi, rất là dễ đoán. Cho nên chúng ta thay vì là đối chọi với họ thì hãy dùng những lời lẽ ngọt ngào, hãy dùng những lời lẽ gì ạ? Là khen ngợi để mà dẫn dắt họ. Những người nhóm D ấy thì rất là dễ bị vào chồng, đặc biệt là những cái chồng như sau. Thứ nhất, đấy là chiêu là gì ạ? Khích tướng. Chiêu khích tướng rất là dễ dùng với người nhóm D, bởi vì người nhóm D họ không nghĩ nhiều, trừ những ông DC, DI, DS thì không nói. Nhưng nếu mà những ông D thuần chủng thì các ông không nghĩ nhiều đâu, rất dễ bị dụ, rất dễ bị là gì ạ? Vào cái chiêu là chiêu khích tướng. Và anh giám đốc thì em tin rằng anh sẽ mua cái bộ đồ mà đắt tiền như này. Đấy. Em nghĩ rằng anh là người mạnh mẽ như thế thì em tin rằng anh sẽ đưa ra những cái gọi là kết luận mà những cái quyết định mà rất là nhanh chóng. Mình muốn họ chốt sale nhanh à. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thì mình đưa cái nhân dạng vào để mình kích cái tướng của họ. Đấy, họ nhân dạng của họ là giám đốc, nhân dạng của họ là người thành công, nhân dạng của họ là người mạnh mẽ, nhân dạng của họ là người dũng cảm, nhân dạng của họ là người dám nghĩ dám làm, là người thử thách, đúng không ạ? Là người có chí lớn, đúng không ạ? Mình đưa cho họ những cái đấy, thực ra mình đang nâng họ lên, mình khen họ, đúng không ạ? Cái ông nhóm D ấy, là đôi khi khen đều không biết đâu. Tức là cả thế giới biết là mình xấu, nhưng mà một mình không biết là mình xấu, đặc biệt là các cái chị. Đấy. Thì đôi khi họ không để ý cái việc này. Cho nên là gì ạ? Là mình khen về cái tính cách của họ nhé, khen về cái con người của họ. Cái thứ hai là khen về những cái thành tích mà họ đạt được. Thường những người nhóm D ấy, họ hay kể về những cái thành tích họ đạt được. À, tôi là sao vàng đất Việt, kiểu vậy, thầy Phạm Thành Long đúng không ạ? Hoặc là tôi là gì ạ? Là vô địch một cái cuộc thi nào đó, hoặc tôi là một giám đốc với hàng trăm nhân viên, kiểu vậy. Thì họ thường khoe những cái thành tích họ đạt được. Đó, thì khi mà họ khoe thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy khen ngợi những cái thành tích họ đạt được. Đó, chúng ta trong cái quá trình chúng ta tìm hiểu rất là dễ để mà khai thác thông tin từ người nhóm D. Cái người nhóm C mới là khó, người nhóm S là khó, nhưng người nhóm D là rất dễ khai thác thông tin. Nhóm D và nhóm Y đều rất dễ khai thác thông tin, đúng không ạ? Đấy, vì vậy là gì ạ? À, cái kế thứ hai để mà làm việc với những khách hàng nhóm D đó là gì ạ? Đó là lấy nhu thắng cương. Tức là gì ạ? Họ cương, họ càng cương thì mình càng nhu. Đấy, càng cương càng nhu. Đấy. Và để cho họ dẫn dắt thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cái họ tưởng là họ đang dẫn dắt. Đấy, họ tưởng là họ đang là thợ săn,
nhưng hóa ra họ là con mồi. Đấy, cho nên chúng ta hãy cứ nhẹ nhàng với những người nhóm D, đừng căng thẳng, đừng tranh cãi, đừng nói rằng họ sai rồi, mặc dù họ sai nhưng đừng bao giờ nói là họ sai rồi, mà mình cứ nói rằng gì ạ, vâng, tuyệt vời, đúng rồi. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tìm những cái lời lẽ thật là nhẹ nhàng để mà gì ạ, để mà chia sẻ với họ. Đấy, đợi những cái lúc nào mà họ xuôi rồi thì lúc đấy mới nhắc đến những cái việc mà có thể họ đang gì ạ, họ đang nghĩ sai, có thể họ đang hiểu sai về mình, họ hiểu sai về sản phẩm của mình, đúng không ạ? Nhưng mà đừng căng thẳng, hãy chờ những lúc mà họ dịu lại thì lúc đó họ nói, đúng không ạ? Và khi họ dịu lại rồi, đấy là lúc mà mình chốt sale, mà mình bán hàng đó. Nhưng quan trọng mình phải vượt qua được cái giai đoạn đó, mình phải chấp nhận nhịn nhún nhường, đúng không ạ? Nhịn nhún nhường đấy, nhịn này, nhún mình xuống, nhường họ, đừng có cố gắng tranh cãi với họ làm gì. Bởi vì tranh cãi với họ, nếu mà mình thắng thì họ không mua hàng của mình, nếu mà mình thua tất nhiên họ cũng không mua hàng của mình, cho nên mình sẽ vẫn không bán được hàng nếu tranh cãi với họ. Cho nên tuyệt đối không bao giờ tranh cãi với những người nhóm D, đúng không ạ? Rồi, họ muốn gì từ cái vai trò của họ? À, vai trò của họ là cái người nhóm D thì họ thích gì ạ? Họ thích quyền lực, họ thích được gì ạ? Nhận trách nhiệm. Ví dụ như này, nếu như họ là một người nhân viên của mình thì chúng ta là sao ạ? Đưa họ lên cái vai trò là trưởng phòng, đưa họ lên vai trò là gì ạ? Là phó giám đốc, đưa họ lên vai trò là giám đốc thì làm sao ạ? Thì họ sẽ làm trâu làm ngựa cho chúng ta luôn. Đấy. Nếu như là người chồng của mình là nhóm D thì việc của mình là gì ạ? À, nâng họ lên vị trí là nóc nhà, vị trí là chủ gia đình, vị trí là trụ cột thì làm sao ạ? Nó sẽ làm trâu làm ngựa cho mình. Hiểu chưa các chị? Có vợ chồng ở nhóm D mà mình cứ gì ạ? Mình cứ tranh luận, mình cứ tranh nhau xem thằng nào giỏi hơn, thằng nào đúng hơn, làm cái gì. Đúng không ạ? Thay vì là mình tranh luận với chồng mình thì mình để nó làm trâu làm ngựa cho mình bằng cách là gì ạ? Khen ngợi nó nhẹ nhàng, dịu dàng. Đây mới là vũ khí của các chị em. Vậy mà chị em là rất nhiều chị em lại gì ạ? Lại đi chọn lựa một cái cách đó là gì ạ? Là căng thẳng, đấu tranh rồi là dạy chồng mình. Trời ơi, những thằng nhóm D là tuyệt đối là gì ạ? Đừng có dạy nó. Cô Nguyệt còn đấy không? Cứ đi dạy chồng mình là nhóm D mà cứ dạy chồng mình, đừng có dạy chồng mình. Em luôn luôn tin tưởng vào anh. Em biết là anh làm cái điều này là có giá trị, em biết là anh làm điều này anh có tính toán, em tin tưởng là anh sẽ thành công. Làm cái việc đấy với chồng đi, úi giời ơi, mẹ nó bao làm kiếm bao tiền nó đưa mình hết. Đúng là làm trâu làm ngựa cho mình đúng không? Tội gì mà đi phải tranh luận xem là đúng hay sai, dốt lắm. Cái sức mạnh của người phụ nữ không phải là ở cái việc mà áp đảo người khác. Cái sức mạnh của người phụ nữ đó là gì ạ? Nó là sự dịu dàng, cái sự nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Đấy. Mình không sử dụng cái sức mạnh của mình không sử dụng cái thế mạnh của mình cho nên mình mới gặp vấn đề. Đúng không Thu Hà? Có phải là mình gặp vấn đề trong việc mà giao tiếp với chồng mình không? Mình phải nhìn thẳng vào thực tế chứ, mình phải nhận ra rằng mình đang gặp vấn đề chứ, mình gặp vấn đề mà mình còn không chịu nhận ra nữa thì còn chết. Với khách hàng thì làm được, còn với chồng mình thì không làm được. Thế là sai rồi. Đấy, sai nó cứ sai lại càng sai. Đúng không ạ? Chồng mình ấy là mình phải, nếu mà chồng mình là nhóm D nhá, còn chồng mình mà nhóm C, nhóm S thì để mà nó đẩy lên nhóm D là cũng vất vả đấy. Nhưng mà thôi được rồi. Chồng cô Nguyệt là nhóm D, chồng cô Thu Hà là nhóm D thì mình cứ dùng cái chiêu này, về thử dùng chiêu này đi. Đó là gì ạ? Cứ ngọt ngào, cứ nhẹ nhàng, cứ vâng, cứ dạ đi. Chồng nói một câu vâng, chồng nói hai câu dạ. Đấy, chồng có đúng, chồng có sai, chồng có chơi game, chồng có gì ạ, mải chơi một tí thì làm sao ạ, cũng ủng hộ chồng. Mẹ, đến lúc mà nó nhận ra rồi nó làm như điên, như trâu, như ngựa luôn. Chính những cái thằng mà mải chơi ấy, là những thằng làm rất là khủng luôn. Bởi vì sao ạ? Nó chưa có môi trường để nó thử nghiệm, nó thử thách thôi. Bởi vì tất cả những thằng đấy nó đều muốn những cái gì ạ, những cái thử thách. Nhưng mà ở ngoài đời ấy, nó khó, cho nên chui vào game nó chơi. Đấy, trong game nó cũng có những thử thách và nó được vượt qua. Đấy, ngoài đời ấy là gì ạ? Nếu mà có người động viên ủng hộ ấy thì những thằng đấy nó sẽ làm rất tốt. Đúng không ạ? Rồi.
mình lại cứ tập trung vào mô hình kinh doanh, mình chỉ việc tập trung vào chồng mình thôi, còn mô hình kinh doanh chồng mình lo đấy, đúng không ạ? Đấy thì mình phải kiên trì chứ, mình làm gì mình phải kiên trì. Mình vừa mới làm vài cái mà em thử rồi mà không hiệu quả, nhưng mà thử của em ấy nó chưa hiệu quả, bởi vì em chưa thử bằng cái tâm của mình. Mình thử khi nào bằng cái tâm của mình làm bằng cái tâm của mình thực sự là gì ạ, mình ngoan ngoãn thực sự, mình dịu dàng thật thì nó mới mạnh mẽ thật được chứ. Nếu mình dịu dàng ảo thì nó cũng mạnh mẽ ảo thôi, đúng không ạ? Cho nên mình phải thay đổi mình trước là như vậy nhá. Rồi cái người nhóm D ấy, là họ thích ở cái vai trò là gì ạ, là thích cái gọi là xây dựng cái uy tín, đúng không ạ? Cho nên là khi mà họ nói là nhất quyết họ sẽ làm. Cái người nhóm D là như vậy, nói là làm kể cả chết, nhất là bét. Đấy, đã nói là làm. Cho nên việc của mình đó là gì ạ, là dụ nó để nó nói theo cái điều mà có lợi cho mình đó. Nhưng mà phải thật là khéo, nếu mà nó phát hiện ra nó lại gì ạ, nó lại là cái gọi là ngược ấy. Ví dụ như này, anh đồng ý với em đây là một sản phẩm tốt không ạ? Công nhận tốt. Đấy, khi mà nó nói ra sản phẩm tốt ấy thì không bao giờ nó quay ra nó bảo là sản phẩm đều nữa, đúng không ạ? Nó không bao giờ nó chê sản phẩm nữa. Rồi mình mới nói là anh có công nhận với em đây là một cái công ty tốt không ạ? Tức là cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm đó. Bởi vì khi mà nó tin vào công ty thì thường nó sẽ tin vào sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm của Chanel, của LV, của những cái hãng nổi tiếng, ví dụ như là BMW, ví dụ như là những cái hãng cao cấp chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là Camry các thứ đấy, kiểu như vậy đấy. Thì Mercedes chẳng hạn đấy, thì khi mà mình nói đến những cái thương hiệu như vậy thì mình suy ra cái sản phẩm mà sản xuất ra ở những cái công ty nổi tiếng đấy thì nó sẽ tốt đó. Thế thì mình mớm lời cho họ bằng các cái câu hỏi, đó là ví dụ chồng mình chẳng hạn, thì mình nói là anh có công nhận với em rằng cái mô hình kinh doanh này là nó đang không hiệu quả, đúng không anh? Đấy, thì mình phải nói vào cái hoàn cảnh mà nó đang gọi là dễ chịu, nó đang nhẹ nhàng nhất nhé. Chứ mình nói một cách gọi là căng thẳng thì nó không hiệu quả, như lúc nãy mình nói rồi đó. Thì khi mà nó nói ra là đúng rồi, nó không hiệu quả, thì tự nhiên nó sẽ tìm ra cách để nó giải quyết, để nó xử lý. Nhưng mà mình cứ bảo là mô hình này không hiệu quả, anh phải thay đổi đi, thì không bao giờ nó thay đổi. Nó sẽ tìm cách để nó chứng minh điều ngược lại đó. Cho nên nếu mà mình không muốn nó chứng minh cái điều ngược lại thì việc của mình đó là gì ạ, là ủng hộ nó. Đấy, ủng hộ nó. Ví dụ như này, cái mô hình kinh doanh chẳng hạn, bảo là ui cái mô hình kinh doanh này hay đấy, anh làm đi, mô hình kinh doanh này em thấy bạn em nó kiếm được mấy trăm triệu. Thế thì nếu như mà nó làm mô hình kinh doanh này mà không kiếm được mấy trăm triệu thì nó tự nói mà em ơi, cái mô hình kinh doanh này nó không ổn đâu. Thế là gì ạ, trúng kế của mình rồi. Mình mừng vô cùng luôn, mình mừng thầm trong lòng, nhưng mà mình bình tĩnh, mình không dám nói. Mình bảo chứ không, em bảo nghĩ là mô hình kinh doanh này hay mà, em nghĩ là anh làm được mà, anh làm tiếp đi, em tin tưởng vào anh mà. Đấy, nhưng mà gì ạ, nhưng mà nó bảo không, mô hình kinh doanh này anh phải thay đổi như này, anh phải sửa kia. Đấy, thì lúc đấy mình làm sao ạ? Mình tiếp tục động viên, mình ủng hộ họ, thay vì mình đưa ra cho họ những lời khuyên. Thì việc của mình đó là gì ạ, đặt những cái câu hỏi hoặc là ủng hộ họ thôi, họ sẽ tự đưa ra những cái gì ạ, những cái hướng đi, và chỉ khi nào họ nói ra thì họ mới làm. Cái thằng nhóm D là như vậy, khi nào họ nói ra thì họ mới làm, còn họ không nói ra không bao giờ làm. Cho nên là gì ạ, có rất nhiều lần ấy, có những người Huy coaching ấy, là Huy không nói ra là bạn phải làm thế này, bạn phải làm thế kia. Đấy, và những cái người nhóm D ấy, thì Huy sẽ nói rằng là đặt câu hỏi, Huy sẽ đặt câu hỏi để họ tự nói ra. Họ tự nói ra bài học của họ. Ví dụ như là theo em cái bài học của em là gì? Đấy, và sau ngày hôm nay thì em sẽ làm gì? Và em sẽ làm gì tiếp theo? Ngoài cái việc đấy ra em còn làm gì nữa? Đấy, thì mình đặt cái câu hỏi để làm gì ạ? Để họ tự nói ra. Và chỉ khi nào cái người nhóm D họ tự nói ra thì họ mới làm. Còn họ không tự nói ra họ không làm đâu. Đấy, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy là cái người nhóm D. Rồi, tiếp theo là cái người nhóm Y. Ơi, cái người nhóm Y này mua hàng thì vui lắm.
cái người nhóm Y. Cái người nhóm Y thì cái hành vi của họ là gì ạ? Là nói nhiều, đấy, nghe ít và rất là nhiều cảm xúc, thể hiện cảm xúc ra ngoài. À, rất là vui, à, rất là màu mè lòe loẹt. Đấy. Và cái điều mà họ muốn từ những người khác là gì? Ví dụ như là những người mà bán hàng cho họ thì họ thích những cái người mà thân thiện, trung thực, hài hước. Đấy. Và họ thích những cái người mà làm cho họ vui. Đấy. Và nếu như mà mình cứ loanh quanh một cái mục tiêu là bán hàng ấy thì họ lại không thích. Nhưng nếu như mà mình tập trung giúp cho họ vui thì hàng gì họ mua, giá nào họ cũng mua. Đấy. Đấy, cho nên là gì ạ? Là với những người nhóm Y ấy thì việc của mình nó là làm sao khiến cho họ vui. Đó. Thì họ thích được gì ạ? Thích được mọi người khen ngợi. Thích được mọi người yêu quý. Thích được mọi người ngưỡng mộ. Thích được mọi người ủng hộ. Ví dụ như này, những người nhóm Y ấy, thì họ hay mong muốn mọi người xung quanh ủng hộ họ. Ví dụ họ mặc cái áo chẳng hạn, mà có người này khen, họ rất thích. Họ đăng một cái status lên trên mạng xã hội chẳng hạn, thì có người này comment, có người này khen, họ thích. Nhưng mà có người nào ấy mà không khen mà chê phát là họ ghét ngay. Đấy. Và họ yêu ghét rất là rõ ràng. Và cái người nhóm Y ấy, thì khi mà họ vào cửa hàng ấy, thì họ rất là cần một cái người tư vấn nhiệt tình. Tức là không cần phải giỏi. Cái người tư vấn này không cần phải giỏi, mà cần người tư vấn nhiệt tình. Không giống như là ông nhóm C. Nếu mà để tư vấn cho ông nhóm C thì phải là những người mà gì ạ? Là kỹ càng, kỹ tính. Nhưng với những người nhóm Y thì mình cũng phải trở thành cái người nhóm Y, tức là vui vẻ, hài hước, làm cho họ gì ạ? Sung sướng. Đấy. Khen ngợi họ, đúng không? Khen về cái gì ạ? Người nhóm D thì thích khen về cái tôi, thích khen về những cái thành tích cá nhân. Người nhóm Y thì thích khen về gì ạ? Thứ nhất, khen về ngoại hình. À, mình khen về tóc này, khen về mắt này, khen về miệng này, khen về trang phục này, khen về khuyên tai này, khen về cái đồng hồ này. Đấy. Khen về cái gu làm đẹp của họ này, gu thẩm mỹ của họ này. Hoặc là khen về cái gì ạ? Khen về những mối quan hệ xung quanh. Anh chị em cứ thỉnh thoảng là cái người nhóm Y họ thường khoe như này. À, chị quen cái anh lái xe của ông thư ký của ông bộ trưởng. Kiểu kiểu như vậy. Tức là họ hay khoe cái gì ạ? Cái mối quan hệ của họ. Đấy. Huy ngày xưa Huy đi với cả một ông anh, suốt ngày ông khoe là quen cái ông lái xe của thư ký của bộ trưởng. Đúng thế luôn anh chị em ạ. Mình nghe mình cứ buồn cười mà mình không dám cười. Xong bắt đầu là gì ạ? Là khoe là quen với ông này. Biết ông này không? Em không biết. Biết ông kia không? Em không biết. Đấy, xong bắt đầu chém gió. Bắt đầu chém là gì ạ? Úi dồi ơi, là thứ trưởng bộ trưởng này, anh ngồi với thứ trưởng bộ trưởng ấy kia. Thực ra là chém là nhiều hơn thật. Đấy, cái người nhóm Y ấy, khi họ nói ấy, là mình cứ trừ đi khoảng độ tầm 50-80%. Tức là họ nói 10 thì mình trừ đi khoảng độ 5 phần, 8 phần, còn lại 2 phần thôi. Là thật thôi. Còn 5-8 phần là gì ạ? Là ảo. Đúng không ạ? Đây là đang nói Y thuần chủng nhá. Anh em nhá, không phải là Y mà đã được kích hoạt rồi. Y kích hoạt là YSCD rồi thì không nói nhá. Nhưng mà Y thuần chủng ấy, thì thường là như vậy. Thường là hơi nói quá này. Đấy, bởi vì họ nói họ không biết họ nói gì đâu. Đấy, cho nên là đôi khi á là khen quá thì họ không biết đâu. Nhìn rõ ràng là xấu nhưng mà khen úi dồi ôi giờ này cô trẻ thế. Nhìn rõ ràng béo mà úi dồi giờ này cô giảm cân này. Gầy thế. Ôi gầy thật à? Cân nặng vẫn thế mà. Ôi nhưng mà cô gầy mà, cháu nhìn cô gầy lắm. Úi dồi ôi thế là sướng. Tức là gì ạ? Họ không biết được là khen thật hay khen đều đâu. Nhưng mà với vai trò là một người bán hàng tận tâm ấy thì không nên khen đều, mà hãy gì ạ? Mà hãy khen thật. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hãy tìm ra những cái điểm mà tích cực để khen. Đúng không ạ? À, nhưng mà vấn đề những người nhóm Y thì kể cả khen đúng hay khen sai họ vẫn sướng hết. Ok không ạ? Đấy. Nhưng mà mình không biết được họ là thuộc Y kiểu gì. Họ là IS, ID thì cũng ăn đòn đấy. Cho nên là tốt nhất hãy khen thật. Đúng không ạ? Và khi mà khen thật rồi, khen cho họ thích rồi, làm cho họ vui rồi, thì lúc đấy
bắt đầu chốt sale, cái thời gian chốt sale rất là ngắn thôi. Phân tích về kỹ thuật, phân tích về tính năng, không cần phải nhiều, không cần quá nhiều. Chỉ cần họ sướng lên thì là họ mua hàng thôi. Mua hết, mua hết, mua hết. Đấy. Cái này là cái gọi là đẹp nhất ở đây. Cái này là độc nhất ở đây. Cái này là mẫu mới về. Ừ, cái này chị nên, chị mặc lên thì cái này long lanh luôn. Cái này gọi là sinh ra để cho chị. Rồi là gì ạ? Ờ, cái này chị mặc thì à, đi đâu ai cũng ngưỡng mộ luôn. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì khi mà nói chuyện hoặc là chia sẻ với những người nhóm Y là như vậy. Làm cho họ vui, làm cho họ sướng. Rồi làm cho họ có sự kết nối với mọi người. Làm cho họ kết nối với mọi người và cho họ được nói, cho họ được chia sẻ. Thì họ sẽ rất là vui, đúng không ạ? Đấy là cái chiến lược. Chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng cho cái người nhóm Y. Đó, đó là làm cho họ sướng, làm cho họ vui, đúng không ạ? Còn nhóm D, đấy là gì ạ? Hãy tôn trọng họ, hãy ngưỡng mộ họ, đúng không ạ? Còn nhóm S thì sao ạ? Để mà bán hàng cho nhóm S thì việc của chúng ta đó là hãy quan tâm đến họ. Quan tâm đến họ như nào ạ? Cái người nhóm S thì họ rất là quan tâm đến con người, họ rất là quan tâm đến các mối quan hệ. Cho nên nếu mà họ khoe, họ sẽ khoe chồng họ, khoe vợ họ, khoe con họ, khoe nhân viên của họ. Nói chung là họ khoe những cái người mà người thân trong gia đình đấy, hoặc là họ khoe thì họ cũng sẽ khoe về những cái điều mà ở xung quanh họ, họ ít ít nói về về bản thân đấy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta khen người nhóm S ấy thì hãy khen mà ủi ôi, chị có hai đứa con thiên thần, chị đứa con tuyệt vời, ngưỡng mộ vì cái đứa con của chị đấy, kiểu kiểu như vậy. Thế là họ bắt đầu họ ngồi thao thao bất tuyệt về con họ. Và việc của mình đó là ngồi nghe để mà gì ạ? Để mà khai thác thông tin. Đó. Thì những người nhóm S ấy, họ sẽ ngại nói với người lạ. Nhưng lại rất thích tâm sự với người quen. Đúng không các chị em, các anh chị em nhóm S? Người lạ thì cậy mồm nó không nói được câu nào. Nhưng người quen thì nói cả ngày không thấy chán. Cái người mà mình cảm thấy an toàn, cái người thân, cái người mà mình thích ấy, cái người mà mình tin tưởng ấy, thì mình nói cả ngày không đi chán, đúng không ạ? Suốt ngày thích tâm sự thôi đấy. Nhưng mà ra ngoài thì cậy miệng không dám nói. Đấy là cái người nhóm S là như vậy. Cái việc của mình đó là mình làm sao để mình trở thành cái người nhóm S. Cái người nhóm S ấy thì họ thích cái sự gần gũi, thân thiện, nhẹ nhàng. Cho nên khi mà mình bán hàng cho người nhóm S ấy thì mình cũng phải biến thành người nhóm S, là mình cũng phải yêu thương, nhẹ nhàng, không có căng thẳng, không có ép buộc, không có gì hết, mà phải thấu hiểu họ, rồi hỏi họ về gia đình. Chị được mấy cháu rồi? Chị ở đâu? Chị cháu nhà chị học ở lớp mấy, học ở trường nào? Ô thế à, con em cũng học ở trường gần đấy ấy. Xong đầu kể về sơ sơ về con nhà mình, thế là gì ạ? Thế là được cái thể, được cái mồi, chị bắt đầu kể về con của chị. Thế bắt đầu là gì ạ? Là chị em bắt đầu quen nhau, hiểu nhau và bắt đầu thích nhau. Và khi mà họ thích rồi, họ tin rồi, lúc đấy thì họ sẽ mua. Đấy, còn nếu như mà họ chưa thích, họ chưa tin thì họ chưa mua đâu. Đó. Thế người nhóm S thì họ sẽ thích mua ở những cái người mà họ tin cậy. Cho nên việc đầu tiên đó là mình trở thành cái người tin cậy, cái người thân của họ. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách là trò chuyện với họ, quan tâm với họ, hỏi han về gia đình, hỏi han về bố mẹ họ, hỏi han về chồng, về vợ của họ, hỏi han về những cái xung quanh gia đình của họ. Nhưng mà nhóm D thì tuyệt đối cấm nha. Nhóm D mà hỏi về gia đình của họ, họ không thích đâu. Nhóm D và nhóm C họ tuyệt đối họ không thích nói về gia đình. Nhưng mà nhóm S thì rất thích nói về gia đình. Đấy, đấy là lý do tại sao mà chúng ta sử dụng một cái kịch bản bán hàng ấy, không bao giờ thành công được với nhiều nhóm tính cách khác nhau. Mỗi nhóm tính cách thì chúng ta phải sử dụng một cái kịch bản bán hàng khác nhau. Đúng không ạ? Hãy nói chuyện với nhóm S về những cái vấn đề liên quan về sở thích cá nhân. Đấy, hoặc là về những cái mối lo toan. Ví dụ như này. Ui dồi ôi,
chồng em á, đợt này á, nó toàn đi ra ngoài không biết cái gú gì thế này kia. Thế bắt đầu cô này mới sáng mắt lên, úi giời chồng chị cũng thế, úi giời, bắt đầu ngồi nói xấu chồng vui luôn. Hai người ngồi nói xấu chồng gọi là tâm đầu ý hợp luôn. Xong cuối cùng lúc về mà, ôi chị ơi chị lấy cái này đi, cái này của em nó mới về đây, nhưng mà mọi người thích cái dùng cái này lắm, tất cả mọi người bây giờ là hàng hot nhất mới nhất ở đây ấy. Bây giờ chị dùng cái này đi thì chắc chắn là gọi là đều giống như mọi người, tức là có rất nhiều người dùng đấy, có người cái người nổi tiếng kia, cái người nổi tiếng kia cũng dùng đấy. Thế chị mua cái này nhé, để em gói hàng cho chị đấy. Đấy, xong gói xong mới bảo là chị ơi hết từng này tiền đó. Thì đến đoạn cuối khi mà họ thích rồi ấy, thì lúc đấy là chốt thôi, và lúc đó thì mình chỉ nói sơ sơ vài cái tính năng sản phẩm là họ mua thôi. Đó đấy, bố đang bận chưa xong, đi ra ngoài. Ok không ạ? Rồi tiếp theo mà bán hàng cho người nhóm C thì ra sao ạ? Bóng người ra bán hàng cho người nhóm C là khó nhất, bởi vì sao ạ? Họ là cái người rất là cẩn trọng, chi tiết và soi rất kỹ. Đó. Và họ đòi hỏi những cái giấy tờ, bởi vì họ là cái người rất là đa nghi, cho nên họ sẽ đòi hỏi về giấy tờ, những cái bằng chứng xác thực, ví dụ như là những cái tem này, rồi giấy chứng nhận này, rồi giấy công bố sản phẩm này, giấy giấy phép hoạt động của công ty này, đại khái thế. Sau đó là hỏi về những cái chi tiết về kỹ thuật, về thành phần, về cấu tạo, người hỏi rất nhiều. Cho nên để bán hàng cho người nhóm C ấy, thì mình phải là nhóm C, tức là mình phải hiểu về sản phẩm của mình. Có rất nhiều anh chị em là người bán hàng là thường là nhiều nhóm Y, nhóm D đấy, cho nên là gì ạ? Đôi khi mình không để ý đến cái gọi là kỹ năng, kỹ thuật hay là những cái công năng của sản phẩm. Mình không hiểu sản phẩm của mình và mình không hiểu những cái yếu tố xung quanh, cho nên người nhóm C ấy, họ sẽ quay vòng vòng đấy, bị người nhóm C họ quay đó. Cho nên với những người nhóm C mà mình lại không thạo những cái thông số kỹ thuật thì việc của mình đó là gì ạ? Anh ơi, những cái thông số kỹ thuật này em sẽ gửi qua Zalo cho anh nhé, anh tự nghiên cứu nhé. Em biết là anh là người nhóm C, em biết là anh là người rất là giỏi nghiên cứu, đúng không ạ? Em biết là anh sẽ đọc tất cả tài liệu này, anh có thể hiểu được. Đấy, cho nên em nghĩ rằng em không giỏi bằng anh. Đấy, tức là mình nâng họ lên, đó, mình khen họ. Em không giỏi bằng anh, cho nên là em tin rằng là anh đọc những cái này anh còn hiểu hơn cả em. Đấy. Thế thì khi mà mình chia sẻ như vậy thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ tự nghiên cứu, và việc của mình đó là kiên nhẫn, kiên trì gửi thông tin, đồng thời hỏi han, đồng thời là gì ạ? Là tìm hiểu, đặt những câu hỏi để giúp cho họ nghiên cứu một cách đầy đủ nhất. Ví dụ nếu mà chúng ta có thể đóng vai trò của nhóm C, tức là gì ạ? Anh ví dụ như thông số kỹ thuật nhé, hỏi câu nào trả lời câu đó, hỏi câu nào đáp câu đó, đấy ạ. Thêm vào nữa đó là gì ạ? Mình nói thêm về những thứ mà xung quanh, tức là họ chưa hỏi đến mình đã nói rồi thì họ rất thích. Ví dụ như này, em biết là kiểu anh khi mà anh quan tâm đến sản phẩm ấy, thì anh có thể so sánh với các đối thủ, thì em có một cái bảng so sánh với các đối thủ sẵn để cho anh, em đưa cho anh để anh có thể tham khảo. Thế thì mình so sánh đối thủ sẵn luôn thì họ làm sao ạ? Họ bảo là thế nó so sánh thì thôi mình khỏi làm. Thế là họ khỏi mà so sánh. Như vậy là gì ạ? Khi mình so sánh với đối thủ của mình ấy, thì mình sẽ chủ động mình đưa vào những cái thông số mà mình có ưu điểm, và mình giả vờ như mình vô tình mình quên đi những cái điểm mạnh của đối thủ, những cái điểm mạnh mà đối thủ mà điểm yếu của mình ấy, thì giả vờ mình quên đi, mình không nhắc tới, hoặc mình nhắc tới nó rất là nhẹ nhàng ở đoạn cuối cùng thôi. Đấy, thì làm sao ạ? Mình dễ dàng điều hướng được của những người nhóm C. Đấy, những cái bảng so sánh về giá, so sánh về tính năng với những đối thủ, với những cái shop bán hàng cùng một cái sản phẩm này nhưng bán hàng ở các shop khác nhau. Thay vì để họ so, mình so luôn cho họ. Đấy. Rồi mình kể thêm cho họ về những cái tính năng, những cái câu chuyện xung quanh cái sản phẩm đó. Thì cái người nhóm C họ thích những cái điều như vậy. Đúng không ạ? Họ không thích nói chuyện về gia đình, họ không không thích nói chuyện về công việc. Đấy, họ chỉ quan tâm đến cái sản phẩm và tập trung vào cái sản phẩm thôi. Đó. Thì đấy là cái người nhóm C. Và cái người nhóm C ấy, thì họ thích được cái được gì ạ? Họ thích được ghi nhận. Họ không thích khen đâu.
Cái người nhóm C khen họ, họ bảo là gì ạ? Mẹ cái thằng khen đều. Bởi vì họ biết họ là ai. Đấy, cho nên là gì ạ? Người nhóm C họ rất là lý trí, rất là logic. Cho nên khi mà khen ấy, chúng ta hãy ghi nhận. À, ghi nhận đó là gì ạ? Ghi nhận cái sự nỗ lực, ghi nhận sự cố gắng, hoặc là gì ạ? Ghi nhận hoặc là cảm ơn. Cảm ơn cũng là một cách ghi nhận. À, em biết là anh mất rất nhiều thời gian. Em biết là cái thời gian của anh rất là quý báu. Nhưng mà anh đã có mặt ở đây để nghe em chia sẻ. Thì lời đầu tiên, đấy là em xin gửi lời cảm ơn thay mặt công ty. Em trân trọng biết ơn anh. Cảm ơn anh vì anh đã đến đây để cho em cơ hội để em có thể chia sẻ cho anh về cái sản phẩm này. Đấy, người nhóm C với người nhóm D ấy, là rất thích cái sự nhẹ nhàng, cái sự ngọt ngào. Họ không thích cái sự cứng nhắc, họ mặc dù họ rất cứng nhắc. Họ không thích cái sự áp đặt, mặc dù họ rất áp đặt. Họ không thích cái sự gọi là căng thẳng, mặc dù họ rất căng thẳng. Họ chủ động tạo ra sự căng thẳng, nhưng mà mình tạo ra sự căng thẳng, họ không thích. Thế mới ngược đời, thế mới khoai, đúng không ạ? Họ thích cái gì ạ? Họ thích cái sự nhẹ nhàng, họ thích cái sự ngọt ngào. Nhưng cái người nhóm C nó cần nhiều hơn nữa. Đấy là gì ạ? Họ thích cái gì ạ? Họ thích cái sự chính xác. Nói có sách, mách phải có chứng. Và nói một cách phải tự tin. Đấy. Nói với người nhóm C mà nói kiểu ấp úng rụt rè làm sao ạ? Họ không thích đâu. Họ không tin đâu. Và khi mà họ không tin một phát thôi, tất cả những cái gì mình trình bày từ trước đến nay là gì ạ? Bay đi hết, vứt hết. Tức là cái người nhóm C ấy, họ soi như này. Mày chỉ sai một cái thôi là tất cả những cái đúng của mày ấy, là tao nghi ngờ hết. Cho nên khi mà nói chuyện với người nhóm C ấy, phải hết sức cẩn trọng. Không thể nói như kiểu nhóm Y được. Nhóm Y nói cái gì thì nó cũng chẳng để ý đâu. Thông số kỹ thuật nó cũng chẳng nhớ đâu, chẳng biết đâu. Nhưng mà nhóm C ấy, mà sai một chỗ thôi là chết với nó. Cho nên là gì ạ? Khi mà nói chuyện với nhóm C nên có sách, nên có gọi là chứng. Tức là mình lấy cái thông số kỹ thuật ra mình đọc. Chứ đừng nhớ. Nhớ quên quên phát là cực kỳ nguy hiểm luôn. Cho nên đừng coi thường nhóm C. Nhóm C ấy là để gì ạ? Để tôn trọng. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái kịch bản để bán hàng cho người nhóm C. Và đặc biệt khi mà bán hàng cho người nhóm C và nhóm S ấy, thì xác định luôn đó là phải kiên trì. Kiên trì, bám đuổi, kiên trì. Có thể 1 ngày, có thể 3 ngày, 5 ngày, có thể 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng là chuyện bình thường. Cho nên là gì ạ? Phải kiên trì. Và người nào kiên trì hơn thì người đấy sẽ chiến thắng. Đấy là cách bán hàng cho nhóm C. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói về các cái nhóm tính cách ấy, thì chúng ta hãy đưa vào đó những cái hình ảnh để chúng ta tưởng tượng. À, người nhóm D quyền lực giống như chú chim đại bàng. Con chim đại bàng rất là mạnh mẽ, quyền lực và gì ạ? Thường săn mồi một mình. Đúng không ạ? Đó. Con chim đại bàng này ấy, thì nó thích bay cao, bay xa và vượt trên những cái cơn bão. Đấy, thích thử thách bản thân và có tầm nhìn rất là xa. Đấy là cái tính cách của người nhóm D. Tiếp theo nữa, cái người nhóm Y, đấy là người ảnh hưởng rất là sặc sỡ, màu mè giống như những con vẹt. Đấy, họ là gì ạ? Họ rất màu mè sặc sỡ và rất là gì ạ? Vui vẻ. Đấy, thích nói nhiều. Đấy. Thích nói nhiều, thích được khen, đấy, thích được chăm sóc, thích được yêu thương. Còn người nhóm S, đấy là gì ạ? Là người trầm tĩnh, người thích hòa bình, cho nên giống như con chim bồ câu. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng gì ạ? À, bình tĩnh và thích cái hòa bình, không thích căng thẳng, không thích đối chọi. Đấy, cho nên sẽ là biểu tượng của chú chim bồ câu. Còn cái người nhóm C là người tuân thủ, rất là khó tính, khó chịu, mặt mày lúc nào cũng cau có. Và đặc biệt là gì ạ? Là rất thích thức đêm và nghiên cứu mà. Đấy, cú vọ. Đấy, giống như là chú cú vọ là gì ạ? Rất thích là gì ạ? Săn đêm. Những người nào mà thích gọi là thức đêm làm việc vào ban đêm ấy, thì thường sẽ là những người nhóm C. Nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận. Và họ thích một mình, họ thích làm việc một mình. Khi mà ở đêm ấy, đêm xuống ấy, thì không có ai làm phiền họ cả. Cho nên họ được có một cái không gian riêng, có một cái thế giới riêng để họ chơi, để họ nghiên cứu, để họ làm việc. Không thích ai làm phiền họ lúc mà họ đang làm việc. Đó. Thì đấy là những cái gọi là
linh vật của các cái nhóm. Cho nên là mỗi khi mà chúng ta nhắc đến một cái nhóm nào đó thì chúng ta nhớ đến cái hình ảnh của cái con vật đó. Để làm gì ạ? Để chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc hình dung cho cái tính cách của người đấy. Đúng không ạ? Rồi nhá. Rồi. Ok. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập như này. Đó là chúng ta viết xuống xem chúng ta đang thuộc cái nhóm nào. Và chúng ta mong muốn mọi người đối xử với chúng ta ra sao. Đúng không ạ? Chúng ta mong muốn mọi người đối xử với cái tính cách của chúng ta ra sao. Chúng ta kỳ vọng vào người khác như thế nào. Đấy, thì chúng ta hãy viết xuống cái bài tập này ngay bây giờ. Đúng không ạ? Hãy viết xuống là chúng ta đang thuộc nhóm tính cách nào và chúng ta mong muốn mọi người đối xử với chúng ta ra sao. Chúng ta kỳ vọng vào người khác như thế nào. Ví dụ như này. Mình mong muốn chồng mình sẽ thấu hiểu mình. Mình mong muốn mọi người sẽ thấu hiểu mình. Mong muốn mọi người sẽ yêu thương mình. Mong muốn mọi người sẽ tôn trọng mình. Mong muốn mọi người sẽ nghe lời mình. Hay là mong muốn mọi người sẽ đi theo mình, sẽ khen ngợi mình, sẽ gọi mình là những cái mỹ từ như thế nào đó, là giám đốc hay là chủ tịch. Hay là khi họ nói chuyện với mình, họ phải nhẹ nhàng, họ phải ngọt ngào, họ phải thêm chữ vâng, chữ dạ, kiểu kiểu như vậy. Thì mình muốn mọi người đối xử với mình như nào, muốn mọi người nói chuyện với mình như nào, thì mình hãy viết xuống cái điều mà mình mong muốn. Cái hành vi của người khác với mình như thế nào thì mình thích. Đúng không ạ? Ví dụ như Huy chẳng hạn. Thì Huy là cái người mà thích mọi người yêu mến, thích mọi người ngưỡng mộ, thích mọi người tôn trọng, thích mọi người hỏi ý kiến. Cứ mỗi khi mà mọi người hỏi ý kiến của Huy á, là Huy rất sướng. Bởi vì sao ạ? Mình thể hiện là mình có giá trị, thể hiện là mình được tôn trọng. Thì khi mọi người hỏi ý kiến Huy, Huy rất thích. Đó. Thì đấy là cái quan điểm của Huy. Ngoài ra khi mình nói thì mình thích sẽ có những người nghe, và họ nghe và họ làm theo. Đấy, tức là họ nghe nhưng mà họ phải làm theo. Và sau đó ấy, họ quay trở lại, họ nói rằng cảm ơn anh vì nhờ anh mà em đã thay đổi điều này. Đấy là cái điều mà Huy muốn ở mọi người. Đúng không ạ? Còn anh chị em muốn mọi người hành xử, đối xử với anh chị em như thế nào, thì hãy viết xuống cái điều mà mình muốn. Đúng không ạ? Ok nhé. Mình phải biết mình muốn gì. Mình không biết mình muốn gì làm sao mình dạy được người ta cái điều mà mình muốn được. Đúng không ạ? Mình nói cho người ta cái điều mình muốn được. Đúng không ạ? Rồi. Anh chị em chúng ta sẽ có 10 phút để làm cái bài tập này thật là nhanh. Đúng không ạ? Bây giờ là ok, mọi người đã gửi bài tập chưa? Mình phải ghi mình nhóm gì đã. Mình đầu tiên mình phải nói mình nhóm gì đã. Không phải muốn trở thành người thế nào, mà muốn mọi người đối xử với mình thế nào. Ví dụ như là của bạn Hằng nhá. Bạn ấy nói rằng là mong muốn mọi người chủ động đặt câu hỏi và xin lời góp ý từ tôi. Tôi mong muốn gia đình tôi hiểu tôi. Tôi mong muốn mọi người lắng nghe tôi. Mong muốn có thêm người đồng hành, chăm chỉ học tập. Đây là mình muốn mọi người đối xử với mình như thế nào. Đúng không ạ? Đấy. Muốn nhìn người yêu thương xung quanh tôi được hạnh phúc. Đấy không phải là cái mình muốn mọi người đối xử với mình như thế nào. Anh chị em hiểu câu hỏi ạ? Không phải là mình muốn cái gì lại bảo muốn tiền bạc, muốn giàu có thì nó không đúng. Muốn mọi người đối xử với mình như thế nào, đấy mới là cái câu hỏi, cái bài tập hỏi nó trả lời đúng bài tập. Không phải muốn trở thành nhà đào tạo, không phải tôi muốn trở thành nhà đào tạo mà tôi muốn mọi người giúp tôi trở thành nhà đào tạo, hoặc tôi muốn mọi người lắng nghe tôi khi mà tôi đào tạo, ví dụ thế. Đấy là tôi muốn mọi người đối xử với tôi thế nào. Đấy. Muốn con cái bình an và khỏe mạnh, nên là mình hiểu sai câu hỏi rồi. Đấy. Muốn trở thành người năng động, dẫn đầu, truyền cảm hứng như người khác, đấy là mình muốn rồi. Đây mình muốn gì ạ? Mình muốn mọi người đối xử với mình như nào. Anh chị em hiểu đúng câu hỏi không ạ? Chị Thể nói là mọi người mong muốn mọi người lắng nghe, chia sẻ thì đúng rồi này. Mong muốn mọi người tôn trọng và nhẹ nhàng với tôi là đúng rồi này. Mình mong muốn là người có giá trị và luôn trao đi giá trị, đây lại là sai cái đề bài này. Thấy chưa ạ? Mong muốn đem yêu thương chân thành đến tất cả mọi người là sai đầu bài này. Đang đầu bài, cái đầu bài mà hỏi mình muốn gì nó lại chuyện khác nhá. Đây là mình muốn mọi người đối xử với mình như thế nào.
Đấy, lại sai đầu bài rồi. Được có hai cái đúng thôi. Nhóm tính cách DIS. Với cái nhóm tính cách của mình ấy, thì mình muốn mọi người đối xử với mình như thế nào, thì để mình kiểm chứng xem là cái nhóm đấy với cái bài tập đấy nó có đúng hay không. Ví dụ như nhóm D chẳng hạn, thì mình muốn mọi người tôn trọng mình, muốn mọi người lắng nghe mình, muốn mọi người ngưỡng mộ mình, kiểu kiểu như vậy. Kiểm tra xem nó có đúng nhóm tính cách của mình không. Mong muốn chinh phục được những đỉnh cao của trí thức và công việc. À rồi, đấy là cái mình muốn đúng không ạ? Rồi, muốn hoàn thiện được bản thân, muốn được xây dựng con đường, đấy lại sai đề rồi. Hay là mình nói sai, Huy nói sai đúng không? Rồi, ba người làm sai, bốn người làm sai rồi. À, thuộc nhóm IS. Nè, tôi mong muốn được mọi người tôn trọng. Rồi, nhóm SI, mong muốn mọi người tôn trọng rồi. Ngưỡng mộ, được yêu thương, được chia sẻ, đúng không ạ? Được ghi nhận, thích được người khác nhờ tư vấn. Tôi muốn con cái nghe theo mình, đấy. Đấy là cái điều mình muốn con cái mình đối xử với mình như nào, mình muốn chồng mình đối xử với mình như nào, mình muốn khách hàng của mình đối xử với mình như nào, mình muốn đồng nghiệp đối xử với mình như nào, mình muốn sếp đối xử với mình như nào. Đấy, mình muốn những cái người bạn mình đối xử với mình như nào. Đấy là cái điều mà mình phải viết ra. Mong muốn được phát triển bản thân, mong muốn được mọi người lắng nghe, mong muốn giúp đỡ mọi người, đặt mục tiêu được làm điều mình thích, lại sai rồi. Đấy, nhóm IS muốn mọi người hiểu và lắng nghe mình hơn. Đấy, đúng là nhóm IS là như vậy. Muốn được mọi người quan tâm nhiều hơn, chuẩn luôn. Nhóm IS là đúng là muốn mọi người quan tâm mình. Muốn mọi người đón nhận những gì mình chia sẻ, đúng rồi. Muốn mọi người tôn trọng mình, đúng rồi. Nhóm CS này, mong muốn được mọi người yêu trọng, nể phục, đúng rồi. Nhóm C là kiểu gì cũng thế. Nói chuyện nhẹ nhàng, đấy, nói chuyện với mình nhẹ nhàng, biết nói vâng dạ hay khen mình, đúng rồi. Muốn người khác hiểu mình hơn và muốn mọi người lắng nghe. Đấy, thì đấy mới là cái thứ mà mình phải viết ra, đúng không ạ? Làm lại à? Đây, cho anh chị em 5 phút làm lại nhé. Bởi cái bài tập này rất quan trọng anh chị em ạ. Tại sao ạ? Bởi vì nếu như mà mình không nói cho người ta biết là mình muốn người ta hành xử như nào với mình ấy, thì họ sẽ hành xử một cách rất là bản năng. Mà bản năng của họ thì làm sao ạ? Là chưa được luyện tập. Và mình không luyện tập cho người ta thì ai sẽ là luyện tập cho người ta? Mình sẽ gì ạ? Mình sẽ rất là đau khổ, mình cứ mong muốn người ta hiểu mình. Nhưng mà khổ nỗi là gì ạ? Mình còn chẳng hiểu mình, làm sao người khác hiểu mình được? Đúng không anh chị em? Trung thực là như vậy, thẳng thắn là như thế. Mình còn chưa biết là mình muốn họ đối xử với mình như nào, thì làm sao mà người ta đối xử cho mình đúng như những gì mình mong muốn được. Ví dụ như là Huy là nhóm C, thì có những lúc mà Huy muốn một mình, Huy muốn nghiên cứu. Và lúc mà Huy nghiên cứu ấy, Huy rất ghét người nào là gì ạ? Làm phiền mình, đúng không ạ? Cho nên là mình muốn mọi người gọi là tôn trọng không gian riêng của tôi, và khi mà tôi đang tập trung nghiên cứu một cái điều gì đó thì tôi không muốn ai bị làm phiền. Ví dụ thế, anh chị em hiểu không ạ? Khi mà tôi đang tập trung nghiên cứu thì tôi không muốn ai bị làm phiền, không bị ai làm phiền. Đó, kiểu kiểu như vậy. Khi mà tôi đang làm việc thì tôi không muốn chồng tôi gọi tôi về là như này thế kia. Đấy là cái điều mình không muốn. Thì mình không muốn cái điều đấy thì mình nói rằng tôi muốn chồng tôi tôn trọng tôi khi mà tôi đang làm việc. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì mình nói về cái điều mình muốn hơn là cái điều mình không muốn. Từ cái điều mình không muốn thì mình quay ra mình nói điều mình muốn. Đó, ok không ạ? Rồi, 5 phút để anh chị em làm lại cái bài này nhá. Mình có thể ghi luôn cả những thứ mà mình không muốn người khác đối xử với mình nhé. Anh chị em có thể ghi luôn những cái điều mà mình không muốn người khác đối xử với mình. Như vừa rồi ấy, đấy, đó là không muốn mọi người coi thường mình, kiểu kiểu vậy. Hoặc là không muốn mọi người cứ giục giã mình khi mà mình đang tập trung đấy. Hoặc là muốn mọi người ghi nhận mình khi mình đã có sự cố gắng trong công việc mặc dù nó chưa có kết quả. Đấy, muốn mọi người khen ngợi mình khi mà mình làm được cái việc gì đó tốt, chẳng hạn thế. Đấy, thì vừa cái điều mình muốn và cái điều mình không muốn ghi xuống. Muốn và không muốn người khác hành xử hay là đối xử với mình như thế nào. Không muốn người khác làm phiền mình khi mình đang tập trung nghiên cứu. Kiểu kiểu này. Ok, hết giờ. Thanh Vĩnh này, tôi thuộc nhóm DISC, ngon. 10 điều mong muốn.
Tôi mong muốn công việc được thuận lợi, hòa đồng giữa các đồng nghiệp lắng nghe tôn trọng mình. Tức là muốn đồng nghiệp lắng nghe tôn trọng mình, đúng chưa? Rồi, mong muốn gia đình tôi hiểu tôi hơn, nhận được tình cảm từ gia đình và người thân. À, mình đang thiếu thốn tình cảm gia đình người thân, đúng không? Tôi mong muốn mọi người, tôi không mong muốn mọi người xem thường mình và đố kỵ mình. Rồi, tôi mong muốn có thêm người đồng hành chăm chỉ học tập, đúng không? Tôi mong muốn nhìn những người yêu thương xung quanh tôi hạnh phúc. Lại sai rồi. Tôi muốn có một người thầy dẫn dắt. Thế có rồi đấy. Tôi mong muốn chồng mình thấu hiểu, lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống và gia đình. Đấy, muốn chồng thấu hiểu và lắng nghe, tôn trọng mình thì phải nói cho anh ấy điều này nhá. Rồi, mong muốn được phục vụ tốt cho khách hàng. Không đúng, đấy là mình hành xử với người khác rồi. Đấy, mong muốn con mình lắng nghe mình, hiểu mình hơn. Rồi, chăm ngoan, học giỏi, biết ơn thì kính trên nhường dưới, rồi cũng gần được thôi. Mong muốn tự do tài chính, có nhiều thời gian cho mình được du lịch khám phá thế giới. Đấy lại lệch đề rồi. Rồi, Hương Trần này. Mọi người đối xử với mình tôn trọng, yêu thương, lắng nghe ý kiến bản thân mình. Sai ở đâu thì xin chỉ nói ra cho tôi biết và chia sẻ cùng góp ý kiến với tôi. Hãy khen ngợi và tôn trọng bản thân mình hơn. Trời ơi. Rồi, Huyền Nhung, tôi mong muốn người khác vui vẻ hòa nhã với mình. Rồi, đúng rồi. Mong muốn được lắng nghe và tôn trọng. Rồi, muốn được học hỏi từ người khác nhiều hơn. Đấy là mình muốn rồi. Tức là mình đối xử với người ta rồi. Rồi, Phạm Khánh, nhóm CS này. Điều mình mong muốn này, được mọi người yêu thương. Đúng rồi, yêu trọng, yêu thương, nể trọng, nể phục. Nói chuyện với mình nhẹ nhàng, biết nói vâng dạ hay khen. Rồi, điều tôi không mong muốn này, không được làm phiền mình khi mình đang có một không gian yên tĩnh, không muốn nói to tiếng với mình, không được áp đặt cho mình khi được gặp sự cố hay vấn đề nào đó, không được gay gắt lên. Đấy, đúng cái nhóm CS là như vậy. Nhóm C, nhóm S nó thường ấy, nó thích nhẹ nhàng, nó thích đối xử như vậy. Anh chị em thấy không ạ? Tức là đây là cái bài học để mình biết cách để đối xử với cái nhóm tính cách khác. Anh chị em hiểu không ạ? Tức là khi mà mình nói ra cái điều này ấy, người khác họ sẽ biết cách đối xử với cái nhóm cái tính cách của mình như thế nào. Đấy, chứ mình cứ đâm đầu vào tôi muốn thành công, tôi muốn giàu có thì hỏng hết cả. Đấy, mình phải nói là cái nhóm tính cách của mình ấy, thì với cái nhóm tính cách của mình thì mình mong muốn họ đối xử với mình như nào. Và đây là chính là cái bài học cho những người khác. Ý nghĩa của cái bài học này là như vậy. Rồi, tôi mong muốn mọi người chủ động đặt câu hỏi và xin lời góp ý từ tôi. Tôi mong muốn gia đình tôi hiểu tôi. Tôi mong muốn mọi người lắng nghe tôi. Tôi mong muốn mọi người tôn trọng tôi, mong muốn mọi người thân thiện, hòa đồng, vui vẻ. Muốn mọi người quan tâm, yêu thương tôi, muốn không làm phiền khi tôi làm việc. Thì đầu tiên ấy, nếu mà mình muốn mọi người làm cái điều này với mình ấy, thì việc đầu tiên ấy, mình có sẵn sàng làm cái điều này với mọi người hay không? Anh chị em hiểu không ạ? Khi mà mình muốn mọi người đối xử với mình như thế nào ấy, thì mình phải đối xử với họ như vậy trước. Đấy, muốn họ tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ. Muốn họ lắng nghe mình phải lắng nghe họ. Muốn họ hiểu mình thì mình phải hiểu họ. Muốn họ thân thiện vui vẻ với mình thì mình hãy thân thiện vui vẻ với họ. Muốn họ quan tâm yêu thương mình thì mình phải quan tâm yêu thương họ. Muốn họ không làm phiền với mình khi mình làm việc thì mình cũng đừng làm điều đó với họ. Ok không anh chị em? Nhá. Rồi, tôi muốn anh Huy có thay đổi được con người tôi. Giờ hơi à, làm sao mà anh nào mà thay đổi được. Mình muốn thay đổi thì mình thay đổi thôi. Còn tất cả những anh nào đó thì chỉ là gì ạ? Chỉ là một cái tác nhân, nó gọi là bật cái mồi lửa thôi. Cái khu rừng ấy nó có thể cháy nhờ một cái mồi lửa. Không có mồi lửa đấy có thể không bao giờ nó cháy. Đấy, nhưng mà nó cháy được hay không là do cái môi trường, do cái nhiệt độ, do cái khu rừng đó nó đã có sẵn điều kiện để cháy rồi. Đấy nhá. Mình đã có sẵn điều kiện để thay đổi rồi thì các ông thầy mới thay đổi được mình, thì mới giúp mình được. Còn nếu mình không có điều kiện để thay đổi thì không có ông trời nào có thể giúp mình được hết. Cho nên là đừng có muốn ông nào thay đổi mình hết, mà mình phải là người thay đổi mình. Mình là người đầu tiên và duy nhất thay đổi mình. Muốn Thu Hằng đồng hành với tôi mỗi ngày. Trời ơi, căng quá. Rồi, muốn câu lạc bộ 5 giờ sáng giúp tôi sống tích cực mỗi ngày. Toàn đi mong muốn những cái thứ mà nó không đúng. Rồi, muốn mọi người yêu thương tôi mỗi ngày. Rồi,
muốn anh Nguyễn Quang Huy cho tôi đồng hành việc làm cùng anh ấy mỗi ngày. Nhiều người đâu mà khôn thế. Tôi muốn công việc tôi có 10 triệu trở đi mỗi tháng. Tôi muốn mọi người hiểu được tính cách của tôi mỗi ngày. Rồi. Thì cái phần bài tập của Hằng này này là đang có vẻ chuẩn nhất đấy anh chị em. Rồi. Tiến thành nhóm DIS này, mong muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của mình. À, thấy chưa anh chị em, thấy không ạ? Rằng nhóm D ấy, là người khác là tuyệt đối phục tùng, nói sao làm vậy, đừng có cãi. Đấy, muốn như thế đấy. Đúng không ạ? Mọi người phải ủng hộ những quyết định dù đó là đúng hay sai. Anh chị em thấy không ạ? Nhóm D nó muốn điều đấy. Vậy mà mình không hiểu nhóm D đúng không? Bây giờ nó nói ra rồi đấy, bây giờ hiểu chưa? Mong muốn mọi người tôn trọng những gì mình đã, đang và sẽ làm. Tức là bất kể mình làm gì, làm đúng hay sai, cứ tôn trọng mình đã. Sau đó là gì ạ? Là nói chuyện sau, đúng không? Đấy. Mong muốn được người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghi nhận những thành quả mà mình đạt được. Đấy, tức là gì ạ? Mình mong muốn đạt được những thành quả và sau đó người khác sẽ phải gì ạ? Phải ngưỡng mộ, phải ghi nhận. Đấy, đấy là cái điều mình muốn. Muốn được cho đi và nhận lại sự yêu thương của mọi người. Đấy, có tí S ở trong đấy. Đúng không ạ? Đây là chuẩn rồi. Thích được mọi người tôn trọng, thích mọi người ngưỡng mộ, thích mọi người ghi nhận. Đấy. Và thích mọi người phục tùng, nó cũng đi rồi. Nhưng mà cuối cùng lại có thêm tí S, đấy là thích mọi người yêu thương. Đấy. Nhận, cho đi và nhận lại sự yêu thương của mọi người. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Phải có những người làm đúng cái bài tập này thì chúng ta mới có cái gì ạ? Bài học cho bản thân mình. Người ta không làm đúng bài tập thì mình không có bài học. Cho nên anh chị em đã làm bài tập ấy là phải làm đúng. Đó. À, tôi nhóm SI này, tôi muốn được mọi người yêu thương. Đúng rồi, nhóm SI lúc nào cũng mong muốn được mọi người yêu thương, được tôn trọng, được ngưỡng mộ, đúng không ạ? Đấy, nhóm Y là bao giờ cũng muốn được mọi người ngưỡng mộ. Tôi muốn chồng tôi hiểu, yêu thương và chia sẻ với tôi, đúng không ạ? Đấy, tôi muốn con gái hiểu, tôn trọng và nghe theo mình. Tôi muốn người khác nhờ mình tư vấn. Tôi muốn được người khác hỗ trợ và giúp đỡ trong công việc. Tôi muốn mọi người trong gia đình hiểu và ủng hộ tôi trong công việc. Tôi muốn chồng tôi dành nhiều thời gian cho tôi và gia đình. Đúng là cái nhóm IS anh chị em thấy không ạ? Nó không là gì ạ? Yêu cầu mọi người là phải phục tùng tuyệt đối. Mà gì ạ? Mà muốn mọi người yêu, mọi người hiểu, mọi người tôn trọng, mọi người dành thời gian, mọi người giúp đỡ, mọi người ủng hộ, mọi người ngưỡng mộ. Đấy. Đúng ạ? Đấy, nhóm IS nó thường là như vậy. Mong muốn mọi người thấu hiểu mình, mong muốn mọi người dành thời gian cho mình, mong muốn mọi người yêu thương mình, ủng hộ mình, tôn trọng mình, ngưỡng mộ mình. Đó. Thì đấy là cái nhóm IS nó thường là mong muốn như vậy. Rồi. Chị Thể này là nhóm gì đấy? SCI à? SCI, SCI. Rồi. Muốn mọi người tôn trọng và hiểu mình hơn. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Ai cũng mong muốn người khác hiểu mình. Đúng không ạ? Ai cũng mong muốn hiểu mình, người khác hiểu mình. Thế thì đầu tiên ấy là mình phải hiểu mình đã. Sau đó là mình hiểu người ta, bởi vì người ta đang mong muốn điều đó. Mà mình cho họ cái điều đó thì sao ạ? Thì họ sẽ rất sướng, họ rất thích. Và họ sẽ rất thích mình. Mình hiểu họ thì tự nhiên họ thích mình. Thế thôi. Tôi mong muốn mọi người lắng nghe và chia sẻ từ mình. Đấy, như vậy là mình cũng phải lắng nghe và gì ạ? Những cái chia sẻ của họ. Tôi mong muốn học hỏi và phát triển bản thân và được người thân ủng hộ. Tức là gì ạ? Mong muốn được người thân ủng hộ cái việc mà mình học hỏi phát triển bản thân. Đúng chưa ạ? Rồi, tôi mong muốn luyện tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Nó lại không đúng lắm rồi. Tôi mong muốn được truyền cảm hứng cho con và chồng đọc sách và học tập, cũng không đúng lắm. Tôi mong muốn mọi người ủng hộ tôi trong công việc tôi yêu thích. À, nó cũng là ủng hộ. Và cuối cùng là mình đang bị thiếu sự ủng hộ. Cho nên là mình luôn luôn mong muốn mọi người ủng hộ mình, đúng không ạ? Tôi mong muốn là người có giá trị và trao đi giá trị và được mọi người đón nhận. À, mong muốn, mình mong muốn là mong muốn mọi người đón nhận những giá trị mà mình trao đi. Rồi, tôi mong muốn giúp được nhiều người có công việc và có thu nhập. Tôi mong muốn mình là người kể câu chuyện cuộc đời mình và trải nghiệm, truyền cảm hứng. Tôi là mong muốn là vừa vừa vừa. Rồi, thì cái bài tập này được khoảng độ 3 điểm. 10 câu như được 3 điểm. Chị Thể nhé. Rồi, CIS. Rồi, CIS thì muốn gì? CIS thì mong muốn chồng thấu hiểu mình hơn, tôn trọng, lắng nghe. Anh chị em thấy không ạ? Ai cũng mong muốn người khác hiểu mình hết. Đây là một cái bài học cực kỳ quan trọng. Mình chỉ cần đơn giản hiểu người khác thôi, ngay lập tức là mình đã gì ạ? Mình đã được người khác yêu quý rồi.
Rồi, tôn trọng người khác là một cái từ khóa. Anh chị em ghi xuống những cái từ khóa này này. Thấu hiểu này, tôn trọng này, lắng nghe này, yêu thương này, ủng hộ này, dành thời gian này. Đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Phục tùng này. Đấy, ghi xuống tất cả những cái từ khóa đấy, xong rồi sắp xếp vào các cái nhóm khác nhau. Đấy, cùng chia sẻ, phấn đấu, học tập, phát triển, xây dựng công việc kinh doanh cùng nhau, chia sẻ vấn đề gia đình, nói chung là chia sẻ này. Đấy, Huy vừa rồi comment mấy, Huy vừa nói các từ khóa, anh chị em comment xuống các từ khóa mà Huy nói nha. Rồi, mong muốn hỗ trợ, hỗ trợ nữa này, sửa đổi, phát huy hết tiềm năng của bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất chính mình. Tôi muốn chồng tôi giúp tôi, giúp đỡ này, đấy, giúp đỡ này. Tôi trong việc lập kế hoạch kinh doanh và sửa đổi bản thân, phát triển bản thân. Tôi mong muốn mọi người hòa đồng này, thêm từ hòa đồng này, đấy. Đấy, yêu thương tôi này. Tôi mong muốn bố mẹ thấu hiểu này, hiểu đấy, thấu hiểu đấy, tính cách này, ước muốn, lỗi sai và tôn trọng này. Tôn trọng có chưa? Đấy, tôn trọng này. Phát triển bản thân này. Tôi muốn mọi người hòa đồng yêu thương tôi này, mong muốn này, mong muốn mọi người ghi nhận này, thêm từ ghi nhận nữa này, ghi nhận này, những cái nỗ lực này, phấn đấu và không mong muốn mọi người coi thường mình này, đấy ạ, đấy, không coi thường, đấy, không coi thường thì tương đương với cả gì ạ, là việc tôn trọng, đúng không ạ? Tôi không muốn mọi người không khó chịu những việc tôi làm chưa tốt, tức là không khó chịu những việc tôi làm không tốt, tức là họ gì ạ, họ ủng hộ mình, kể cả là mình làm những cái việc chưa tốt, đúng không ạ? Rồi, không muốn mọi người áp đặt quan điểm riêng lên mình. Không muốn mọi người áp đặt quan điểm riêng trên mình, tức là không muốn bị áp đặt, đúng không ạ? Không muốn bị áp đặt thì đó là mình mong muốn họ gì ạ? Họ tôn trọng mình, họ thấu hiểu mình thì họ sẽ không áp đặt mình nữa, đúng không ạ? Rồi, nhóm DI này. Đấy, nhóm DI đầu tiên là muốn mọi người tôn trọng, anh chị em thấy không ạ? Nghe lời, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nghe lời khi tôi nói đúng, mà thực ra tôi không biết lúc nào tôi nói đúng đâu, bởi vì tôi nói lúc nào chẳng đúng. Tôi nói ra thì tôi nghĩ là đúng thì tôi mới nói. Tôi nghĩ là không đúng thì sao tôi nói làm gì? Nếu mà tôi nghĩ là không đúng tôi đâu nói, đúng không? Cho tất cả những gì tôi nói ra thì tôi đều nghĩ là đúng. Và khi mà tôi nói ra tôi đều muốn mọi người nghe lời. Đúng không ạ? Đúng ạ. Tập trung nghe tôi nói hoặc đào tạo, tức là gì ạ? Khi mà mình đào tạo hoặc mình nói thì mình mong muốn mọi người tập trung. Thế hỏi Thu Hà này. Thế khi mà người khác đào tạo mình có tập trung không? Khi người khác nói mình có tập trung không? Đúng rồi nhỉ. Khi mà thầy nói mình có tập trung đâu? Khi mà thầy nói mình có lắng nghe đâu? Mình vẫn làm việc khác đấy thôi. Mình vẫn gì ạ? Tranh thủ đấy thôi. Thế thì người ta cũng tranh thủ, người ta không lắng nghe mình thôi. Nó là gì ạ? Nó là luật nhân quả đấy, nó là gieo nhân nào thì gặt quả đấy đấy. Rồi. Mọi người làm theo mệnh lệnh của tôi một cách nhanh chóng, anh chị em thấy không ạ? Đúng là nhóm D. DI làm theo mệnh lệnh của tôi một cách nhanh chóng. Mọi người giữ uy tín, nói gì làm đó. Đấy. Đấy thấy không ạ? Rồi. Đối xử với tôi một cách vui vẻ, hòa đồng, đúng rồi. Thích mọi người rủ tôi tham gia du lịch đi chơi. Đấy, bởi vì sao ạ? Nhiều khi nhóm D ấy là bị ghét cho nên là nó đi chơi nó không rủ mình. Nên là mình muốn mọi người rủ mình đi chơi. Ok. Rồi, cô Vân này mong muốn mọi người quan tâm yêu thương, mong muốn con cái tôi làm việc nhanh nhẹn, không mè nheo. Tôi mong muốn mình biết nói lời yêu thương, mong muốn mình biết nói lời yêu thương. Hay thật. Tôi mong muốn chồng con làm việc gọn gàng ngăn nắp, tôi mong muốn được khẳng định bản thân. Thì nó chưa đúng lắm Phạm Vân nhé. Mình mong muốn người khác đối xử với mình như nào. Để làm gì ạ? Để là cái bài học của người khác. Là gì ạ? Với cái nhóm tính cách giống như tôi ấy, thì anh chị phải đối xử với tôi thế nào? Đấy, được không? Đấy, với tôi là người như này này thì anh chị nên đối xử với tôi như nào thì tôi vui. Anh chị em đối xử với tôi như nào thì tôi thích. Được không? Đấy, ví dụ như này. Huy rất thích ấy, là cuối buổi ấy, cuối mỗi cái buổi học ấy, anh chị em đứng lên chia sẻ cái bài học ấy. Xong đó là anh chị em nói rằng là cảm ơn anh Huy, cảm ơn thầy Huy, bởi vì là cái bài học hôm nay rất là giá trị.
Và em rất thích cái phần bài học này, bởi vì em liên hệ với cả cái câu chuyện của em, cuộc đời của em, và em nhận ra rằng là em trước đây là em đã làm sai cái điều này điều kia, và từ bây giờ trở đi em sẽ quyết tâm, em sẽ thay đổi, em sẽ làm theo cái cách mới, theo cách mà anh hoặc là thầy hướng dẫn, và rất là biết ơn thầy. Đấy, Huy thích thích như vậy đấy. Huy thích mọi người nói như vậy với Huy đấy. Đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà buổi cuối chương trình ấy mà mọi người không nói như vậy ấy là Huy rất buồn luôn. Có rất nhiều ông đứng lên này. Đấy, bài học này thì trước đây em học ở bên chỗ thầy ABC rồi. Khi mà em học thầy ABC em thấy rất là thích. Thầy ABC dạy rằng là thế này này. Em thấy thầy ABC dạy còn nhiều hơn này. Em thấy thầy ABC dạy là chỗ này là cũng đúng này. Thầy Huy nói là cũng giống với thầy ABC nói này. Thế mình bảo là mẹ mày cuối cùng là mày khen anh, khen tao hay khen thằng kia. Là mình điên luôn, mình chửi luôn. Anh em thấy không ạ? Tức là mình muốn gì mình phải nói cái điều mình muốn ra. Không thì mình không thể nào khiến cho người ta hiểu mình được. Đúng không ạ? Đấy. Rồi mình muốn mọi người gì ạ? Khi mà mình nói thì mọi người lắng nghe mình, mọi người tập trung, mọi người bật cam. Đúng không ạ? Mọi người tương tác. Khi mà mình bảo mọi người tương tác thì mình muốn mọi người tương tác với mình. Đúng không ạ? Một cách rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Mình muốn mọi người gì ạ? Đặt tên nó phải chuẩn theo đúng cái quy định, theo đúng cái hướng dẫn, đúng không ạ? Đấy. Mình muốn mọi người ngồi một cách gọi là thẳng thắn, và để cái cam nó phải ở giữa khung hình như này. Đấy, để làm sao ạ? Để mà mình nhìn thấy mọi người. Đấy. Thì đấy là cái những cái mà ví dụ những cái mà mình muốn nhiều lắm, cái thứ mình muốn mọi người đối xử với mình nhiều lắm. Đấy, còn cái mà ví dụ muốn mọi người thấu hiểu này, muốn mọi người yêu thương này, muốn mọi người động viên này, muốn mọi người ghi nhận này, muốn mọi người không làm phiền mình này, muốn mọi người tôn trọng này, muốn mọi người ngưỡng mộ này, muốn mọi người cảm ơn mình này, muốn mọi người gọi mình là thầy này, muốn mọi người gọi mình là một cái mỹ từ gì đó mà tôn trọng mình, thể hiện sự tôn trọng mình này, ví dụ thế. Đấy, gọi mình là thầy là thể hiện sự tôn trọng thôi mà, có gì đâu, đúng không? Thích mọi người tôn trọng mình thì thích mọi người gọi mình là gì đó, thì cái đấy là cái mà mình muốn thì mình phải nói ra chứ, làm sao mà họ biết được mình muốn gì, đúng không? Mình cứ bắt họ phải hiểu mình, trong khi mình chẳng hiểu họ, mình cũng chẳng nói cho họ để giúp cho họ hiểu mình cứ im 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 im, xong bắt đầu mình bắt họ hiểu mình, hiểu làm sao được, đúng không anh em? Đấy, cho nên là gì ạ? Việc đầu tiên của mình đó là mình hãy nói ra những thứ mà mình muốn, đầu tiên viết ra đã. Đấy, sau đó mình nói ra những thứ mình muốn, và sau đó mình làm những thứ mình muốn. Tức là gì ạ? Mình muốn người khác làm cho mình như nào thì mình hãy làm như vậy với họ. Còn nếu mình không làm những cái điều đó với họ thì mình chấp nhận cái việc mà họ không làm việc đó với mình, đúng không? Trong cái cuốn mà gì ạ? Đắc Nhân Tâm ấy, thì cái ông Carnegie ông đã nói rằng là gì ạ? Một cái nguyên tắc vàng ở trong xây dựng mối quan hệ đó là gì ạ? Hãy làm những cái việc mà họ thích thích làm. Tức là gì ạ? Hãy đối xử với họ giống như cách mà họ thích. Đúng không ạ? Đấy. Và cái nguyên tắc vàng đó là hãy đối xử với mọi người giống như cách mà mình muốn mọi người đối xử với mình. Còn nguyên tắc kim cương nó là gì ạ? Hãy đối xử với mọi người theo cách mà họ muốn. Ok không ạ? Anh chị em ghi được cái câu này chưa? Câu này rất là hay nhé, rất quan trọng này. Đấy. Ghi được chưa ạ? Hãy đối xử với mọi người theo cách mà mình muốn được đối xử. Đấy là nguyên tắc vàng. Tuy nhiên cái nguyên tắc cao hơn, nguyên tắc kim cương đó là hãy đối xử với mọi người theo cách mà họ mong muốn. Tức là gì ạ? Không cần biết mình muốn gì, nhưng họ muốn gì thì mình đối xử theo cách đấy. Rồi thì mình cũng sẽ được đối xử theo cách mình muốn. Ví dụ, mình không muốn bị người khác áp đặt thì đừng áp đặt người khác. Mình không muốn bị người khác coi thường thì đừng coi thường người khác. Mình không muốn người khác làm phiền mình thì đừng làm phiền người khác. Đúng không ạ? Rồi, mình muốn mọi người yêu thương mình thì hãy yêu thương mọi người. Mình muốn mọi người tôn trọng mình thì hãy tôn trọng mọi người. Mình muốn mọi người hiểu mình thì hãy hãy gì ạ? Hãy làm gì ạ? Hãy hiểu mọi người. Ok không anh chị? Đó. Và cái bài học về DISC nó chẳng có ý nghĩa gì nếu mà chúng ta không tạo ra sự thay đổi. Chúng ta không mang cái bài học đó áp dụng vào trong thực tế, áp dụng vào trong công việc của mình. Nếu mà chúng ta không bắt đầu thay đổi cái hành vi của mình,
thì cái bài học DISC nó sẽ vĩnh viễn nó ở trên giấy. Và bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta quyết định là từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta sẽ quyết định là thay đổi cái hành vi của mình để khiến cho mọi người yêu quý mình hơn, mọi người tôn trọng mình hơn, mọi người thấu hiểu mình hơn, và mọi người sẽ hành xử, sẽ đối xử với mình giống như là mình mong muốn. Thì hãy comment xuống là gì ạ? Là tôi muốn, tôi sẽ làm ạ. Tôi sẽ làm để mọi người đối xử với tôi giống như tôi ấy mong muốn. Được không ạ? Tôi sẽ làm điều này. Đó. Và nói là làm nhá, những cái người mà nhóm D là nói là làm đấy. Được không ạ? Nói ra là làm. Chúng ta không cần phải học quá nhiều. DISC nó còn rất rộng, nó còn rất nhiều thứ nữa. Ví dụ như ứng dụng DISC trong việc là gì ạ? À, tìm người khởi nghiệp. Đấy, ứng dụng DISC trong cái việc mà gì ạ? Là các bước khởi nghiệp. Ứng dụng DISC trong việc là gì ạ? Là tuyển chọn nhân viên. Ứng dụng DISC trong việc tuyển chọn khách hàng. Ứng dụng DISC trong việc tuyển vợ, tuyển chồng. Ứng dụng DISC trong việc dạy con. Nó còn rất nhiều ứng dụng khác nữa. Tuy nhiên thì chúng ta không cần phải học quá nhiều, chúng ta học cái căn bản này thôi. Và chúng ta thực hành bắt đầu từ những cái bước căn bản nhất. Sau đó chúng ta tự nghiên cứu, tự mày mò, tự mở rộng ra. Đúng không ạ? Nếu anh chị em không có đủ khả năng để mở rộng ra thì hãy tiếp tục là đón nghe những cái bài chia sẻ chuyên sâu tiếp theo của Huy, để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta cùng nhau học tập phát triển.